Mình xin chào các bạn nha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở cửa hàng xe máy Mai Duyên đó các bạn. Địa chỉ cửa hàng là số 67 Triệu Nương, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Và số điện thoại của bạn Tùng là 0946838494. Mình sẽ lần lượt để trong phần mô tả cho các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đến đây báo giá đầu tháng 11. Tất cả dòng xe số, mình nhắc là tất cả dòng xe số của Yamaha nè, Suzuki nè, Honda luôn, xe côn tay luôn, xe số phổ thông luôn, rồi xe mô tô, mô tô như là Su-GX nè, rồi Yamaha R15V3, XSR, Honda Vezza, thậm chí là luôn cả dòng xe số như là nhập Thái Lan, Cup 125i, rồi MX. Nói chung là báo giá hết luôn trong video này ha. Bây giờ mình sẽ đến với dòng xe Raider đầu tiên đi các bạn. Thì hiện tại giá Raider này mình thấy là không có nhiều thay đổi. Cái giá vẫn là 49 triệu và giá này mình báo là đã bao gồm thuế VAT. 49 triệu nha các bạn, đã bao gồm thuế VAT. Mình báo giá nhiều cho nên mình sẽ lướt nhanh chút xíu nha. Mình nhắc lại, Raider đang có giá là 49 triệu. Rồi tiếp theo là dòng Sachia. Thì Sachia cửa hàng có hai dòng nhập, nhập chính hãng và nhập tư nhân đó các bạn. Nhập chính hãng đang có giá là 54 triệu. Còn nhập tư nhân sẽ có giá là 60 triệu. Sachia mà nhập chính hãng như ví dụ như là màu xanh mờ và màu đen mờ này đây. Đây là dòng Sachia nhập chính hãng. Vì cục đăng kiểm Việt Nam mình bắt buộc cho nên là nhập chính hãng, Raider phải để riêng thế này. Cái đèn nhan đó các bạn, để riêng. Nếu các bạn nào muốn tích hợp vào thì cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn tích hợp vào trong. Giá chi phí là đâu đó khoảng 1 triệu mấy, gần 2 triệu đó các bạn, 1.7-1.8 triệu khoảng đó ha. Mình không biết chính xác giá bao nhiêu, nó chỉ khoảng đó thôi. Và dòng Sachia mà nhập tư nhân thì sẽ có giá là 60 triệu đồng. Nhập tư nhân thì nó sẽ có một cái bát biển số phía trước thế này. Đó. Và đồng thời xi nhan được tích hợp vào trong sẵn. Cửa hàng rất là nhiều xe nha các bạn, rất là nhiều màu luôn. Có thể các bạn không thấy đậu ở đây, nhưng mà có thể là ở trong kho trên lầu còn nữa đó các bạn, rất là nhiều. Rồi, đây, Sachia nữa nè, rất là nhiều luôn. Tiếp đến sẽ là dòng xe Sonic. Dòng xe này sẽ có hai giá thôi. Cái giá cao nhất là phiên bản màu trắng đỏ, đang có giá là 60 triệu. Trắng đỏ mâm đỏ đó các bạn. Rất là nhiều ha. Và tất cả những màu còn lại sẽ có giá là 57 triệu. Giá này mình báo là đã bao gồm thuế VAT. Mình nhắc lại lần nữa là mình sẽ để số điện thoại của bạn Tùng á, cũng như địa chỉ cho phần mô tả nha. Cho bạn nào quan tâm thì cứ alo. Cùng với đó là địa chỉ cửa hàng. Bây giờ mình sẽ đến với dòng xe của Yamaha đi các bạn. Chút nữa mình ra phía trước mình báo giá dòng mô tô luôn nha. Bây giờ mình báo giá dòng xe côn tay tầm trung này trước. MX King 2018. Không biết còn xe hay không nữa. Lúc trước mình báo thì nó đậu ở đây nè. Không dám mong chừng hết xe rồi lắm à. 2018 á các bạn. Nhưng mà Tùng vẫn cho mình giá nè. Giá là 55 triệu. MX King 2018. À đây rồi. Mình đứng trước mặt em nó. Còn hai chiếc thôi các bạn ơi. Lúc trước là mười mấy hai chục chiếc luôn. Nhưng bây giờ mình thấy đây còn hai chiếc nè. Không biết trên lầu còn hay không. MX King 2018. Màu đen bóng, tem xanh. Ở phía sau này là đen mờ nha các bạn, đen nhám. Và em mở kinh mà thế hệ mới 2019-2020 á, sẽ có giá là 45 triệu. Những dòng xe nhập ở cửa hàng đã bao gồm có hải quan sẵn nha các bạn. Có hải quan sẵn rồi nha. Mình xin nhắc lại mở kinh 2018. Đây, sẽ có giá là 55 triệu đồng. Rồi mở kinh mà 2019-2020 sẽ có giá là 45 triệu đồng. Đây là phiên bản Monster MX King nha. Màu xanh nè, màu đỏ nè, rất là nhiều. Và dòng Exeter. Để mình vào cái chỗ mà đậu Exeter ha. Đây sẽ là dòng Exeter phiên bản RC nè các bạn. Đây là phiên bản màu xanh, màu xanh GB. À đúng rồi. Còn đây là phiên bản bình minh. Phía trong đó nữa là phiên bản RC nữa đó các bạn. Màu trắng, màu đen, màu đỏ, rất là nhiều ha. Bây giờ mình sẽ báo giá luôn. Thì dòng Exeter này
Hiện tại cửa hàng Mai Duyên đang bán với giá là 42 triệu. 42 triệu nha. Giá đó bao gồm thuế VAT nha các bạn. Tiếp theo sẽ là dòng xe của Honda Supra GTR 150 nhập từ Ấn Độ. Nhập từ Ấn Độ nha. Thì dòng xe này đang có giá là 54 triệu. Hiện tại thì xe cửa hàng mình thấy chỉ còn có 3 chiếc này thôi các bạn. Vừa rồi các bạn yêu cầu mình là quay chiếc màu đen bóng và màu đỏ bóng, nhưng mà hiện tại xe chưa về các bạn ơi. Bạn thông cảm cho mình nha. Đây là những phiên bản màu đỏ mờ đó các bạn. Màu đỏ mờ. Mình nhắc lại, GTR này đang có giá là 54 triệu. Mình cũng có thông tin là bên Indo sẽ ra dòng xe với thiết kế giống như Winner Việt Nam mình đó các bạn, nhưng mà không biết tên gì thôi. Rồi, tuy là mình đã có video báo giá xe Winner riêng rồi, nhưng bây giờ mình vẫn sẽ báo giá trong này luôn nha các bạn. Thì dòng xe Winner phiên bản thể thao, cửa hàng sẽ bán với giá là 38 triệu, có nghĩa là phiên bản không có phanh ABS đó các bạn. Còn phiên bản có phanh ABS sẽ có giá là 42 triệu. Như vậy là cửa hàng chỉ bán có hai giá thôi. Không ABS 38 triệu, có ABS là 42 triệu. Một giá rất là dễ chịu ha. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục với dòng xe mô tô nha các bạn. Đầu tiên là Yamaha R15V3. Hai chiếc phiên bản màu xanh phía trong đó ha. Thì phiên bản này đang có giá là 74 triệu. Giá đó bao gồm thuế VAT nha các bạn. Yamaha R15V3. Màu xanh. Tiếp theo là dòng XSR. Mình đã có video cận cảnh hai chiếc xe này rồi, màu đen mờ và màu bạc bóng. Thì dòng xe này đang có giá là 85 triệu nha các bạn, XSR. Mình sẽ quay hơi kỹ đi chút xíu để cho những bạn nào mà chưa từng tiếp xúc xe này á, cũng có cái nhìn bao quát chiếc xe mình đang xem là xe gì ha. XSR đó các bạn, Yamaha. Còn đây là R15V3 phiên bản sport bike. Còn đây sẽ là phiên bản cổ điển naked bike đó các bạn. Rồi bây giờ mình qua với dòng xe Su đó các bạn. Nãy giờ mình báo là Su Sachia với Rider rồi, bây giờ là Suzuki GX phiên bản R, tức là phiên bản mà sport bike. Thì phiên bản này đang có giá là 66 triệu đồng. 66 triệu nha. GX phiên bản R. Như vậy là cái giá này nó không có thay đổi đó các bạn. Vẫn như vậy ha. Cửa hàng còn có bán một chiếc nữa là Suzuki GZ150A. Vừa rồi còn đậu ở đây, nhưng bây giờ chắc lẽ là bán rồi hay sao á. Tuy nhiên mình sẽ báo giá luôn nha các bạn. Suzuki GZ150A này sẽ có giá là 61 triệu. 61 triệu nha. Kế đến là Honda đi. Honda Rebel 300. Đây nè. Dòng xe này sẽ có giá là 112 triệu. 300 phân khối cylinder nha các bạn. Rồi Honda Visa. Màu đen nè và màu đỏ bóng. Dòng Visa hiện tại cửa hàng bán giá rất là tốt. Cái giá hiện tại là 45 triệu đó các bạn. Honda Visa nha. Đây cũng là một dòng xe naked bike. Yên liền. Rồi bây giờ mình sẽ đến với dòng Suzuki GD đó các bạn. Hiện tại thì cửa hàng mình thấy là không có trưng dòng xe này. Chắc có lẽ là nhập về chưa có kịp đó các bạn. Suzuki GD sẽ có giá là 27 triệu. 27 triệu nha. Bạn nào muốn mua thì cứ đặt hàng, mình nghĩ là cửa hàng sẽ mang về á. Rồi, bây giờ đến dòng xe nhập Thái nha các bạn. Các bạn thấy là MXX á, được rồi mình báo là có đến 3 4 chiếc, nhưng bây giờ chỉ còn một chiếc thôi. Phiên bản MXX 125 này đang có giá là 47 triệu. Đó là phiên bản màu cam đó các bạn. Màu cam ha. Đây. Sang chất đó các bạn. Kế đến là phiên bản Monkey. Xe màu đỏ này đây. Thì có giá là 74 triệu. Monkey nha.
và cuối cùng là dòng xe cúp 125. Thì dòng xe này đang có giá là 81 triệu, giá đã bao gồm thuế VAT rồi nha, 81 triệu. Bây giờ mình lại chở vào trong kho để mình tiếp tục báo giá dòng xe số phổ thông của Honda như là Future nè, Way RSX, Blade và Wayfa. Thì đầu tiên là dòng xe Future. Dòng xe này có hai phiên bản bánh căm và vành đúc, bánh căm vành nan hoa đó các bạn. Thì đang có giá là 32 triệu. Cái giá này đã nhích lên một chút so với hồi tháng rồi mình báo ha. 32 triệu. Tiếp theo là phiên bản vành đúc, tức là bánh mâm đó các bạn. Thì đang có giá là 34 triệu. Như vậy là tăng 1 triệu đồng so với cùng kỳ tháng rồi mình báo nha. Future. Đây là Future Việt Nam nha các bạn. Ngay phía trước mắt mình đây là phiên bản quay Thái nha. Rồi. Kế đến là dòng xe quay RSX. Quay RSX. Chúc mừng các bạn đây, rất là nhiều ha. Thì quay RSX này nó có tận 3 phiên bản, phiên bản vành nan hoa thắng đùm, vành nan hoa thắng đĩa và phiên bản vành đúc. Đầu tiên là phiên bản căm đùm, tức là vành nan hoa thắng đùm đó các bạn. Sẽ có giá là 22 triệu đồng. Như vậy là cái giá cũng có đã nhích lên so với tháng rồi. Tiếp theo là phiên bản bánh căm thắng đĩa sẽ có giá là 23 triệu đồng. Đây là phiên bản vành nan hoa mà thắng đùm nữa các bạn. Còn bên này là phiên bản vành nan hoa mà thắng đĩa nè. Đây ha. Thì phiên bản vành nan hoa mà thắng đĩa này đang có giá là 23 triệu đồng đó các bạn. Và cuối cùng là phiên bản vành đúc thắng đĩa sẽ có giá là 25 triệu đồng. Ồ, nói chung là cái giá này mình thấy là đã có tăng 1 triệu đồng so với tháng rồi. Vào tháng này thì tất cả dòng xe nào cũng vậy, mình thấy đều lên giá đó các bạn. Những cái tháng mà cuối năm thì lúc nào xe cũng có lên. Tại vì gần cuối năm và gần năm mới á, thì người tiêu dùng có xu hướng là mua xe nhiều hơn là những cái tháng mà giữa năm đó các bạn, nhất là vào tháng 7 ngâu ha. Rồi tiếp theo nữa là dòng Blade. Thì dòng Blade này á cũng có 3 phiên bản, phiên bản bánh căm thắng đùm, bánh căm thắng đĩa và phiên bản vành đúc. Bây giờ mình xin báo giá luôn nha. Đây có đậu vài chiếc đây nè các bạn, phía trước còn nữa, trước cửa hàng á, nhưng mà mình đi tới là luôn, nó thật là mình rất mệt luôn đó các bạn, cửa hàng rộng quá. Thì dòng Blade này đang có giá là, phiên bản bánh căm thắng đùm á đang có giá là 18 triệu, căm đĩa có giá là 19 triệu, rồi phiên bản mâm đĩa là 21 triệu. Như vậy là cái dòng Blade này giá không thay đổi, vẫn bằng với tháng rồi, nó không lên giá nha các bạn. Đây là phiên bản vành đúc nè, đây là phiên bản vành đúc thắng đĩa nè, còn đây là phiên bản bánh căm thắng đĩa. Và cuối cùng sẽ là dòng xe Wayfa, dòng xe số quốc dân. Thì dòng xe này màu mới cũng như là màu cũ đều có giá là 18 triệu 500 ngàn. Dòng xe Wayfa nha các bạn. Đây là những phiên bản Wayfa mà vẫn còn công tắc nè. 2019, còn 2020 như phiên bản này. Đây, là bỏ đi công tắc rồi. Thì cửa hàng bán bằng giá nhau hết luôn nha các bạn. Đây cũng là phiên bản mới nè, không có công tắc nè. Còn đây là phiên bản có công tắc. Đó. Đến với dòng quay Thái, mình đã có video báo giá riêng rồi, nhưng mà thôi, mình sẽ báo giá chung với đây luôn nha các bạn. Mình đã nói là báo giá toàn bộ xe số, mình sẽ cố gắng báo giá hết luôn. Đối với dòng quay Thái này á, thì phiên bản bánh căm sẽ có giá là 75 triệu, còn phiên bản bánh mâm á sẽ có giá là 78 triệu đó các bạn. Có thể nói là rất nhiều, đầy đủ màu cho các bạn lựa chọn luôn. Bên này là phiên bản bánh căm nè các bạn, màu xanh, màu đen, màu đỏ.
Như vậy là mình đã lần lượt báo giá tất cả dòng xe số đang có mặt ở cửa hàng cho các bạn rồi. Tuy nhiên mình biết là vẫn còn một số dòng xe mình chưa có báo giá như là Sirius nè. Thôi thì để dịp khác đi, tại bây giờ Tùng cũng đang bận rộn quá. Hôm rồi thì mình cứ quên cái dòng xe Sirius nó đậu ở trong kho phía trong đó các bạn. Mình không có nhìn thấy chứ mình không có báo giá ha. Lần sau đi, mình hứa các bạn lần sau mình sẽ báo giá luôn dòng xe Sirius của Yamaha đó các bạn. Mình xin nhắc lại nha, giá mình báo tất cả xe ở đây là đã bao gồm thuế VAT rồi. Và những dòng xe nhập ở cửa hàng đã có sẵn hải quan. Bây giờ mình xin kết thúc video đây luôn nha các bạn. Xin chào các bạn luôn nha.